nghĩ đến một anh chàng say xỉn sao? Thật là tiếc, bởi vì anh ta chính là zombie. À không, phải là bị nhiễm ký sinh trùng của zombie. Trong thế giới tận thế này, zombie bọn chúng trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Và đặc biệt vào ngày trăng máu, bọn zombie bọn chúng sẽ điên loạn gấp 10.000 lần. Và nhiệm vụ của bạn chỉ có thể là chạy, chạy và bỏ trốn. Và cũng đừng cố gắng đánh chúng hay làm gì cả, bởi vì bạn sẽ không bao giờ tiêu diệt được lũ zombie máu điên này. Chắc chắn là như vậy. Và hôm nay mình đã quyết định rủ chị gái mình vào thế giới tận thế zombie này sinh tồn. Và nhiệm vụ của hai chị em mình đó chính là trong vòng 7 ngày, ai sinh tồn lâu nhất người đó sẽ giành chiến thắng. Và mình cũng không chắc mình sẽ sống sót ở trong thế giới này đâu. Bởi vì các bạn nhìn chúng nè, ơi một lũ zombie điên loạn. Thiệt luôn hả? Ờ khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp chương trình của Sim được 5.000 like. Và có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu sinh tồn thôi. Let's go. Tận thế zombie. Wow. Ok Sam, chị chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Rồi ok, và cuộc chiến của hai chị em Sim Sam bắt đầu. Ok, và bây giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu sinh tồn nha mọi người. Mà khoan, cái gì mà mới bắt đầu sinh tồn, trời tối thui rồi. No, ok. Tạm biệt chị nha. Ok. Ok, lần trước là mình đã sinh tồn với bạn trai của mình, nhưng lần này mình sẽ sinh tồn cùng với chị gái của mình. Yeah. Không biết ai sẽ là người chiến thắng đây. Ok. Lâu lắm rồi mình chưa đi sinh tồn, mình không biết sinh tồn như thế nào nhờ. Cái gì mới cái là tối rồi. Ê, cái gì mà nhanh dữ vậy? Các bạn, mình nghĩ ngày đầu tiên của mình sẽ kết thúc khá là nhanh đó các bạn. Đầu tiên muốn sinh tồn, chúng ta phải nghĩ đến cái gì đầu tiên, đó chính là đồ ăn. Trời tối nhanh nha, trời tối nhanh nha. Trời. Ê, con hươu. No. No. Hươu ơi, tôi xin lỗi cậu. Trời ơi, cái gì mà mới vô cái tôi đè cậu năm rồi. Ui, con lava. Cái cướp. Đó, để mình đào gỗ. Đào đá. Thực tại là chưa thấy con zombie nào cả. Đêm đầu tiên có vẻ bình yên hơn mình nghĩ các bạn ơi. Ok, mình cứ chặt cây vậy. Ok, ok. Được gì cả nên hai chị em mình lấy bed ngủ thôi. Giường ngủ ok ok, hai chị mình ngủ. Mà nhiều zombie này ngủ được không ta? À đi ngủ thôi các bạn ạ. Chị ngủ chưa? Đó. Ok. Ok, rồi. Kết thúc đêm đầu tiên. Ok bạn, đây chính là ngày 2. Yeah. Ok và ôi, Sam giết được zombie luôn kìa. Chết chưa? Ê, zombie nó ghê quá bạn. Ok, bây giờ mình nghĩ mình sẽ chế tạo cái thuyền. Sau đấy, mình xuống, mình lụi một phát, mình chạy xuống đấy luôn. Ok, quá là thông minh. Nhảy xuống được không? Ok. Ôi! Yeah! Ok, 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 ok. Rồi xong, lỗi vai ráp nữa, trời ơi. Đừng. Cô sao lè vậy? Thế giữa cái lòng mình lo quá vậy? Con trâu à không? Tôi đây đâu phải con trâu đâu. Đây là con tuần lộc, con tuần lộc. Ok, theo kinh nghiệm của mình nha các bạn, không nên đi gần mấy con heo rừng này. Mấy con này buổi tối nó sẽ bị điên các bạn ạ. Trời ơi. Ok. À, gì đó? À, cái túi đây. Ủa là bình thường nó cũng sẽ tiêu diệt mình luôn hả? Ủa của hắn đấy. Tôi tới ăn cua đế, cua đế, cua lại vậy. Không, thịt cua, thịt cua, thịt cua, đây đây con thịt cua, thịt cua, thịt cua, ngon quá, ngon quá. Bây giờ mình phải cần kiếm cho một cái hang để mình đào đá, sau đấy mình sẽ đi kiếm. Vừa nói xong là có luôn đồ rồi, quá tuyệt vời luôn. Ok, đó, trời ơi, quá xịt luôn các bạn ơi.
Nói chung là qua ngày 2 rồi thì mình thấy nó hơi nhạt một xíu, bởi vì cái ngày đầu tiên nó khá là tối nhanh các bạn. Nhưng mà dù sao nó cũng tính là một ngày nên thôi, vậy cũng được. Bây giờ phải đúng sắc này mình sẽ làm gì ta? Chị mình có ổn ta, sao mình nghe tiếng la dữ rồi trời. Có ổn không? Cút ra! No, trời ơi! Sao chỗ nào cũng nguy hiểm vậy alo? Cái thằng chị gái nó sợ. Trời ơi, trong này không những là vậy đó. Zombie nó đáng sợ mà vậy ta, con vật nó còn đáng sợ theo nha. Mình đi khỏi chỗ này. Một cái hang bự ở dưới này luôn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình xuống thì mình sẽ trở thành lương thực của những con zombie đấy các bạn ạ. Nên mình chưa muốn trở thành lương thực. Tôi là người chiến thắng, tôi tìm được cái làng của mấy bạn ơi, chúng sinh tồn làng là tuyệt vời nhất. Đây, có bò rồi, chúng ta có lương thực đây. Đây hết. Cái gì vậy, sao tôi đi được vậy? Wait. Oh, đây là một rừng thiên nhiên luôn các bạn ơi. Ok. Quạc quạc. Xa rồi, thang. Quạc quạc. Ok, chúng ta đã có sắt. Mình nghĩ mình sẽ nên tạo một cái xô nước trước. Rồi, sau khi chúng ta có đủ các nguyên liệu cần thiết đúng không? Bây giờ mình sẽ thử rót nước xuống kia chơi thử. Solo một mình thì tôi không có sợ. Muốn gì? Ấm giỡn mặt solo mình mà bị đạp. Trời ơi, trời làm sao. Hot. An toàn trước. Hello. Tôi là một cô gái, tôi không có nhu cầu kết bạn ở đây ạ. Cảm ơn. Chúng ta đang hơi bị nhiều than đúng không? Mình cần có sắt đó mọi người. Có thể thêm sắt được không ạ? Chúng ta không nên che những gì trong thế giới này. Nếu mà chúng ta che thì chắc chắn là mình chỉ còn cái đạch để ăn thôi. Còn cái hàng nha. Dạ ơi. Cô ơi. Rồi. Tôi cắn mình chạy nập luôn. Mày cái bưởi. Một cái hàng. Awesome! Wow! Sắt đây rồi! Yes! Phải như vậy chứ! Thật là an toàn! Cảm giác không có gì ngoài từ an toàn hết. Mình nghĩ mình sẽ không đi quá sâu rồi các bạn ạ. Mình sợ lắm. Ok, mình phải nhớ nhận gì, mình phải về nhà rồi chứ. Đó kìa. Cái chiếc cửa luôn nè. Ồn lắm luôn á. What? Dạ, con xin lỗi, dạ, con không dám vô đây nữa, dạ. Con đi về. Ok các bạn, thì tổng kết ngày 2 của mình chúng ta đã có full giáp sắt. À không full mấy, nhưng mà trời ơi các bạn nhìn này. 16 con sắt. Gì ta? Tinh hoa hồi tụ, bản thiết kế vĩ đại đó. Nói chung là 10 điểm. Và chơi bất kêu nha, dù chị biết cưng kêu rất là dở chứ không sao. Mấy chị gái mình sao ta? Chị ơi. Chị sao rồi? Chị trốn được chưa? Em gần full giáp sắt. He. Kiếp nạn của chị mình có vẻ vào thế giới này không được ổn lắm các bạn à. 1, 2, 3 chạy. Yeah. Wow. Đây bỏ trốn đây mấy quỷ. Chị ơi đi ngủ thôi. Đó đi ngủ thôi. Ok. Rồi kết thúc ngày 2. Today is day 3, ngày 3 của tôi. Đó. Thì nói chung thì cảm nhận của mình nha các bạn. Thì sao mình thấy nó hơi nhạt nha. Nói thật luôn rồi các bạn ơi, mình không nghĩ là cái trò chơi này dành cho mình đó các bạn. Mình xui tận mạng luôn á. Nó nhạt thực sự luôn ấy. Em mình không thấy có cái gì đó nó khiến mình hứng thú luôn á. Ngày 3 rồi mà nó hơi chán nha. Ê mấy trò, ê con lợn kìa. Lợn ơi. Mong cơ. Cái gì nhớ bạn quá. Hello. Hello. Ê mình xói. Ê đừng, tôi bị chó. Đừng là lỗi tôi bị xói gì chứ. Alo gì vậy?
Thôi xin lỗi với bạn sói nha, mình cũng phải tiêu diệt với bạn thôi. Hơi, xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Là con trộm hay gì vậy? Có heo, được rồi, không sao, sao, có mấy con này. Để đâu gỗ cái. Trời ơi, giờ còn mỗi gỗ đá à, gỗ sâu sắc cái hư rồi, đã đánh zombie cái hư rồi. Chứ mình thấy nó sẽ bị đào đã bị ngủng của tụi ai vì cái cây đè chết. Chị ơi, chị có ở không vậy? Chị bị cây đè là sao vậy? Sao? Chị đâu biết là trong game này cây đè sẽ chết à? Ủa là à, sao em chị thua rồi đó? Em thấy trong cái trò sinh tồn này chị cũng chưa đi kiếm được cái hang nè em. Chị cái đại bây giờ sinh tồn cơ bản nha, đi kiếm đồ ăn, kiếm bò, kiếm heo, đi kiếm hang, xây nhà, chị mới tìm được mỗi cái làng thôi là chị đi rồi. Chị bị cây đè chứ chị không bị zombie cắn nữa chứ. Oh my god, trong cái game này sự đáng sợ không phải là zombie, sự đáng sợ nhất là cái cành cây nó đè mình đi luôn. Mình đâu biết đâu, mình tự nhiên mà nó bình thường cây rớt xuống mình cứ lấy thôi, không rớt xuống đè chết. Rất là thật, đúng là thế giới zombie. Ok Sam ơi, chị có thể dừng coi chị qua cam của em ngồi được không Sam ơi? Ok rồi, chị còn bị con heo hút nữa. Alo. Ôi cái gì làm rồi? Ơ làm gì làm, ưa làm cái gì thì làm, ưa làm cái gì thì làm. Ôi sao bị heo hút đi. Oh my god. Ok, tính ra là cay á thì ít nhất còn bị zombie tấn công, cũng chị là bị cây đè rồi chưa 7 ngày luôn á chị. Trời ơi. Wow. Zombie như thế luôn, khó chịu. Ê nó bất ngờ quá. Ê dạ. Ui trời, rất kiểu em vừa mở cửa ra cái đùng. What the hell, what Boom. The chặt cái cây sao cái cây nó đè hay vậy hả? Này nó rớt luôn. Ê dạ. Thôi em nói đúng không, em nói đúng không? Đây này zombie nhiều lắm. Lúc em đào hang em nghe tiếng chị la dữ lắm. Mà la mà gì ta, trong phòng em nghe được luôn. Bây giờ phải đụng sắt này mình sẽ làm gì ta? Mình chị mình có ổn không ta? Sao mình nghe tiếng la dữ lắm trời. Lúc đó chị có ổn không? Thì qua tiếng la mà nó ổn không? Chị đứng xong mấy cây nó đè hay vậy? Chị đứng đây chị đào xong zombie nó tới nó cạp gì cái xong văng vô cái xong rồi chị đứng nó, chị đâu biết là cây đè đó chứ kìa. Ơ cây đó xuống thôi mà chắc mình đứng lên hứng được cây. Nó đè chết luôn. Ơi em nghĩ em lại xây một cái nhà hình chữ Y trước ha. Y ok. Đấy. Rồi ok. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn lại trong ngày 4. Let's go. Các bạn đến với ngày 4 của tượng thế zombie và chúng ta tới được một vùng đất của bọn hello hello nhìn em kiểu như này. Hello, chị đang quay YouTube nè. Ok. Ủa nó có cua luôn hả? Ê khoan, trời ơi vùng đất này sao nó đỏ vậy? Nó chị không biết, bò nấm là một nguồn lương thực bệnh viện. Tại vì sao à? Chúng ta hãy lấy cái này, chúng ta lại múc đó. Đó nguồn lương thực bệnh viện hay nha. Chắc em bò đó, nói chung là dành cho kinh nghiệm bạn là sinh tồn nha các bạn. Chỉ cần gặp một con bò nấm và các bạn chỉ cần có một cái tô là xác định là các bạn gọi là ấm no, gọi là gì ta, quanh năm suốt tháng như thế các bạn. Con gì bay mà nó nghiêng vậy? Ôi chị nhớ này bị sách tinh nữa. Có ai bay mà nó nghiêng vậy? Trời ơi lát vậy trời ơi. Ôi hết lát rồi. Hết lát rồi. Mà tính ra nha, tính ra em thấy hơi bị hên nha, là tới ngày 4 rồi em với chị chưa gặp chăn máu. Trời chăn máu là cái gì? Trời cái đêm chăn máu nha, chị không biết đâu, nó sẽ xuất hiện tầm gọi là 100.000 con zombie sẽ xuất hiện. Hiểu không? Không, nhưng mà chị đã cảm giác được 100 con hét trên tay chị đây. Ủa gì vậy? Ở ngày số 2. Chị ở trong cái nhà mà chị tưởng là chị quịt nợ nó không, nó kêu kìa. Ủa vậy là đủ rồi đó. Ta-da! Full giáp. Thôi mình sẽ nung một đống sắt này xong rồi mình sẽ di chuyển nha mọi người, bởi vì mình thấy cái vùng đất này nó hơi chán á. Ê có vùng đất xanh rồi kìa. Ok tạm biệt mấy bé bò, chị đi về thế giới con người chị đây. Trời ơi sao nó giật dữ vậy, từ từ mình chỉnh nó xuống xíu nha. Chơi mình thấy không giật nhưng mà quay hơi giật xíu nha các bạn. Ra được mà bất lịch sự lắm luôn á. Đúng không? Ngày 4 kết thúc. Cùng với tận thế zombie và biết con zombie nó cũng tha cho mình. Ôi cái tay mình nó sắp đổi các bạn ơi, chắc mình di cư quá các bạn ơi.
lùng bùng quá. Trời ơi, trời ơi, các bạn ơi, ok, đã ngày năm rồi, ok, mà mấy con Yubi vẫn không chịu tha cho mình đây. Khóa học bơi từ cô giáo mèo Simi dạy cho con những đúng rồi, bơi nào, bơi nào, bơi nào, bơi nào, ok, nó giận rồi, ok. Nhưng mà em rất muốn cho chị biết cái ngày chăn máu nó như thế nào mà mình chưa có ngày chăn máu, trời tức ghê. Hiện tại là bây giờ là ngày, hiện tại là ngày năm rồi, mình thật sự muốn xem ngôi nhà, nhưng mà thật sự không kiếm được cái chỗ nào nhà đẹp các bạn. Mấy mình nghĩ kiếm cái chỗ, chỗ nào thì đi tới chỗ nào cần mặt phẳng hơn xíu nha, ok. Ui, mấy con này cắn chị nè em. What the hell? Cái gì? Đây sao đây? Oh my god, nó đuổi em đi luôn à. Biết bơi không? Biết bơi không? Biết luôn. Phúc sai con heo, mấy con heo này, mấy con heo này, mấy con heo. Cắn ơi hả? Cắn ơi, cắn ơi, cắn à. Cắn, cắn. Ai da da, tôi dạ em sợ, da da da. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, dạ em sợ, em sợ. Em sợ, em sợ, em sợ. Trời tức ghê, tôi muốn xây cái nhà, tôi vẫn cho. Trời đẹp á. Ừ. Đó, trời đẹp nè. Mà sao có đúng cái cây vậy? Đất này nó màu mỡ dữ trời. Ok các bạn, thì mình nghĩ cái chỗ này là một cái chỗ nó khá là bằng phẳng. Nhưng mà mình cần một cái, ít nhất phải có cây. À, đây, 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 đây. Nhìn là có thể thích hợp rồi đó. Mình thì cũng khá muốn khóa là xây nhà ở biển. Nhưng mà mình sợ nó hơi mát quá các bạn ạ, nên mình nghĩ mình muốn nó vừa vừa thôi. Và cái máy quay mình nó sắp hết pin nữa. Ok các bạn, thì sau một hồi quyết định thì tụi mình có định đổi chỗ xây nhà các bạn ạ. Bởi vì cái chỗ kia nó, tụi mình phát hiện nó là cái đảo các bạn ơi. Này, và một cái đảo nó sẽ rất là trang. Bác tương dương, nghĩa là gì đấy mình là... Blood Moon. Cái trắng máu. Trắng máu is green. Thôi xong, cái này em không xây được đâu. Cái này đúng không? Không, cái này sẽ cho chị xem. Chị thấy tối nhanh không? Ui nhanh lắm luôn á. Ôi mặt trăng đâu, mặt trăng đâu, mặt trăng đâu, mặt trăng đâu. Ui vừa nói một cái có trăng máu luôn. Trời ơi. Đây đây đây. Rồi nó mặt trời nó lạnh nhanh không. Bởi vì chỉ biết sao, nếu ngày trăng máu xuất hiện á là tất cả khắp nơi, tất cả các góc ngách zombie đều xuất hiện hết. Đây bây giờ em sẽ bấm F5 chị xem trước ha. Đây. Rồi. Đeo 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 đeo. Đó. Mày có trời ơi, tôi tưởng mấy con đông đón mà có nhìn nè. Nhìn nè, chị nhìn nè. Ôi nó mọc lên như hoa vậy luôn hả? Chị thấy không? Trinh nè. Cái gì vậy? Cái này là đi xuống là đi luôn á. Ôi lát quá, lát quá, lát quá. Còn là gì không? Liên tục. Có zombie thường luôn hả? Có. Ui, zombie thường luôn nè. Có luôn. Có, chị nhìn nè. Trời ơi, nó dành cấu xé một con người như mình thôi hả? Đúng rồi. Ờ nhìn nè. Ôi vậy cái mấy cái ngày mà chăn máu đỏ này là sao sống trời? Đó gần như là không sống, chị phải trốn thôi. Đấy, ok. Ê, vậy xuống chạy qua đứa nào chị nhìn hơn, thử đi. Vậy vậy luôn à? Ờ mình cũng muốn thử, ok. Ôi. Ôi trời. Ôi, em mà khoan cho bi này đi hơi lát nha. Ôi. Trời. Ôi. Hoàn thành thử thách luôn á, mình đã tỏi rồi các bạn ơi. Ok các bạn, mình nghĩ chắc là video thử thách sinh tồn 7 ngày zombie của hai chị em xem sao như thế thì các bạn thấy như thế nào. Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới xem biết nha. Chứ xem thấy tình hình là chị em mình gọi là chưa gì đã tỏi. Nói chung là Sam thì là tỏi ngày thứ 3, còn Sim là tỏi ngày thứ 5 nha mọi người. Đấy. Chị đâu bị tỏi bị zombie đâu, chị tỏi với cây mà nên là cũng chưa tính là sinh tồn đâu. Đúng rồi. Ok các bạn, thì các bạn thấy video này như thế nào thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và nếu các bạn muốn có phần tiếp theo của gọi là gì ta, zombie hay là sinh tồn mấy ngày đó của thử thách gì, không chỉ là zombie, có thể là tật thế, virus hay gì đó cũng được, thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Còn bây giờ bye bye. Bye.